đạo nhà trường, tôi giao nhiệm vụ và tha thiết kêu gọi các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ, nhân viên với trọng trách của mình hãy năng động, sáng tạo, thực sự chủ động trong công tác quản lý, công tác giảng dạy, phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự là tấm gương, là hạt nhân đoàn kết nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, xây dựng trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trung tâm đào tạo khoa học công nghệ trọng điểm chất lượng cao, luôn sẵn sàng thích ứng và tuân thủ nghiêm mọi kịch bản ứng phó với dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo an toàn cho bản thân, cho cộng đồng, luôn yêu thương, dành thời gian để lắng nghe, thấu hiểu và tư vấn, truyền cảm hứng cho các em sinh viên, thực sự coi các em sinh viên là trung tâm của quá trình đào tạo. Các em sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam thân mến, các em hãy tự hào là những tân sinh viên khóa 62 của mái trường Đại Dương thân yêu, với bề dày truyền thống hơn 65 năm xây dựng, trưởng thành. Ngôi trường đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Hồ Chí Minh. Các em là những thanh niên ưu tú đầy khát vọng chinh phục và làm chủ đại dương, làm giàu từ biển. Các em đã được tuyển chọn đào tạo để trở thành các chuyên gia, các cán bộ khoa học kỹ thuật, kinh tế, luật, phục vụ cho sự nghiệp phát triển nền kinh tế hướng ra biển của đất nước, góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Các em là niềm tự hào của mỗi gia đình, mỗi dòng họ. Chính vì vậy, các em hãy sống, hãy học tập và rèn luyện theo gương các bậc cha anh, luôn có hoài bão, có lý tưởng sống và ý chí vượt khó để vươn lên. Các em phải luôn có nghị lực và bản lĩnh để tránh xa những cám dỗ đời thường. Các em hãy luôn nhớ rằng, học tập, rèn luyện hôm nay cho lập nghiệp mai sau, trước hết là cho bản thân, cho gia đình các em, sau đó là cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Các em sinh viên thân mến, ngày 15 tháng 9 năm 1983, cũng giống như các em hiện nay, tôi trở thành tân sinh viên của trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Trải qua mấy chục năm nay rồi, thì phải nói là rất nhiều lần đã được quay về trường tham dự, làm việc với trường cũng như tham dự các cái buổi lễ khai giảng. Tuy nhiên hôm nay khi quay trở về trường với cương vị là lãnh đạo bộ, thực ra là không khỏi bồi hồi xúc động và nhớ về thời sinh viên gian khó nhưng rất vui vẻ. Nhớ về nhà trường, nhớ về thầy cô, nhớ về bạn bè của chúng tôi thời gian đó. Thưa các em sinh viên, trong suốt quá trình học tập ở trong trường, cùng với quá trình học tập, đấy chính là tình yêu đối với nhà trường, đối với ngành hàng hải, đối với thành phố Hoa Phượng Đỏ, thành phố Hải Phòng. Tình yêu đấy cứ lớn dần trong tôi. Và tôi cho rằng tình yêu đấy đã đi mãi với tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và là một phần đặc biệt quan trọng để góp phần vào tình yêu của tôi đối với không chỉ nhà trường mà với cả ngành giao thông vận tải, không chỉ với thành phố Hải Phòng mà với cả Việt Nam chúng ta. Và tôi cũng đánh giá rằng là đấy chính là động lực, một trong những động lực giúp tôi trưởng thành trong suốt thời gian vừa qua. Các em sinh viên thân mến, tôi muốn truyền tinh thần ấy cho tất cả các em,
cho 120 anh sinh viên đại diện cho hơn 4.000 tân sinh viên năm nay và các em sinh viên trong toàn nhà trường. Và với hy vọng là với các em cũng sẽ nuôi dưỡng và hoàn thiện bản thân, tinh thần, tình yêu đối với nhà trường, tình yêu với ngành hàng hải. Và tôi cũng hy vọng đấy chính là một trong động lực mà giúp các em tiếp tục học tập tốt, lao động tốt, trở thành công dân tốt, xứng đáng với vai trò là sinh viên của Trường Đại học Hải Việt Nam. Và tôi cũng tin tưởng rằng là chính bản thân các em sẽ tiếp tục tiếp nối truyền thống vẻ vang của nhà trường chúng ta, mà lớp lớp các cái thế hệ thầy và trò trường đã dày công gây dựng trong suốt bao nhiêu năm qua. Tuy nhiên vẫn còn đó những thách thức, những cơ hội, và trông chờ, chúng tôi trông chờ rất nhiều vào các em sinh viên, vào kết quả giảng dạy, học tập của giảng viên, của giáo viên, sinh viên nhà trường ta. Một trong những trường mà cung ứng lực lượng chủ lực của nhân lực về ngành hàng hải. Cảng Hải Phòng được hình thành từ năm 1874. Quá trình xây dựng và phát triển đến nay luôn giữ vững vai trò chủ đạo của các cảng trong khu vực và là cảng biển lớn nhất khu vực phía Bắc hiện nay. Với lực lượng cán bộ, người lao động của cảng Hải Phòng hiện nay khoảng 2.500 người, trong đó có gần 1.000 người là trình độ đại học. Và rất vui mừng để báo cáo với quý vị đại biểu và Trường Đại học Hàng Hải là 70% cán bộ, người lao động, các lực lượng quản lý của cảng Hải Phòng hiện nay đều là sinh viên tốt nghiệp từ Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. Điều đó có thể khẳng định Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam là cái nôi đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên của ngành hàng hải, cảng biển, vận tải và logistics. Và chúng tôi rất tin tưởng Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam sẽ tiếp tục cung cấp, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp, cho cảng Hải Phòng và tất cả các đơn vị kinh doanh trong dịch vụ hàng hải trên địa bàn thành phố Hải Phòng.